Xin chào các bạn. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn kỹ thuật đánh tiếng kèn saxo và kèn trumpet. Theo yêu cầu của bạn Lê Nhật Hồ, mình cảm ơn bạn đã đưa ra câu hỏi rất hay. Đồng thời cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và ủng hộ kênh của mình trong thời gian vừa qua. Và nếu các bạn yêu thích kênh của mình thì cho mình một like để mình có thêm động lực. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nội dung chi tiết của video này. Khi chúng ta đánh tiếng kèn thì các bạn phải xác định được là tính năng của tiếng kèn saxo là người ta thổi như thế nào và tính năng của tiếng kèn trumpet người ta thổi như thế nào. Thì các bạn phải bắt chước được tính năng đó. Các bạn phải hiểu được tính năng của từng loại nhạc cụ một. Vậy thì tiếng kèn saxo thì người ta thường thường thổi người ta mid một cái như thế này, tức là đấy, chứ không phải đánh thẳng. Người ta muốn đánh nốt C thì người ta sẽ có luyến nốt, luyến rất là nhiều, nốt hoa mỹ rất là nhiều. Cho nên các bạn luôn luôn tiếng kèn hầu hết là phải sử dụng nốt hoa mỹ rất nhiều. Tiếng kèn thực ra không có xài bend, nhưng thì nếu các bạn sẽ sử dụng bend tốt thì các bạn cũng có thể áp dụng vào tiếng kèn được luôn. Nhưng mà trong nguyên lý của nhạc cụ sử dụng tiếng kèn thì không có sử dụng bend. Nếu có thì chỉ sử dụng bend rung thôi. Hoặc là các bạn luyến một ít thôi. Đẩy bend lên một tí. Bây giờ mình đánh một câu, một đoạn để các bạn thấy được là nó khác với những cái loại nhạc cụ khác. Đây. Đó, mình đánh lại câu này. Đó là câu mì đô si đô re mi re đô si la. Nếu mình đánh chun đột như vậy thì nghe tiếng kèn nó không hay, nó không tình cảm, không mùi mẫn, mà chúng ta phải đánh như thế này. Thấy chưa? Như vậy ở đây mình nốt si là mình có luyến vào nốt la nè, nốt mi mình có luyến ở nốt re thăng nè. Như vậy ở đây các bạn khi đánh tiếng kèn, các bạn phải sử dụng dấu hoa nốt hoa mỹ rất là nhiều nhé các bạn. Đây, bắt đầu ví dụ nốt la thì mình sẽ luyến từ nốt mi qua nốt la hoặc nốt son qua nốt la. Ở nốt si thì mình luyến từ nốt la. Nếu nửa cung thì các bạn luyến kỹ thuật nhanh nhá. Nè, thay vì đô thì các bạn nào. Đấy. Đừng làm chậm nó phô ngay à. Nè. Đấy. Làm chậm là nghe không được mà các bạn phải biết nhanh. Càng nhanh càng tốt. Nó chỉ thoáng qua thôi. Thấy chưa? Đô si la mì mà mình đều luyến hết. Đó. Đều phải sử dụng luyến hết ha. Và khi đánh mình đánh tiếng kèn, các bạn phải dùng cái cảm âm thật tốt, đánh vừa thưởng thức, vừa đánh vừa cảm nhận làm sao cho cái tiếng đàn của mình trau chuốt, cái tiếng đàn của mình nó tốt. Chứ mình đừng có đánh cái kiểu trả bài nhá. Chơi guitar, chơi tiếng kèn, chơi tiếng guitar, đó là những cái tiếng mà rất là nhạy cảm. Nếu các bạn đánh bằng cái nhạc cảm tốt thì tiếng đàn ra nghe ok, nghe giống nhạc cụ thật ha. Đấy, ví dụ mình đánh một bài intro của bài Chân Tình đó. Đấy, mới đầu vào nốt C là mình đã luyến bắt từ nốt la rồi. Đấy, có sử dụng nốt re luyến này. Nếu mình không luyến thì nó sẽ ra như cái câu nghe cứng như thế này. Thấy chưa? Rồi, luyến. Đó, khi mình đánh lâu thì mình có thể rung. Hoặc là mình đẩy cái bend lên một tí, rung một tí ha. Bend rung, nếu Yamaha thì các bạn đẩy cái bend rung của có hai bend đấy, bend bên phải là bend luyến lãy, còn bên trái bend rung, các bạn nhích lên một tí cho nó có độ rung, tiếng kèn có độ rung hay. Cái nốt mà nó đang ngân dài các bạn rung lên một tí nghe rất là hay ha, các bạn áp dụng liền cho mình.
Đây mình đánh lại cái câu đó nào. Rung lên. Đấy. Như vậy là khi các bạn trong quá trình đánh các bạn phải bao gồm nhiều thao tác. Thứ nhất là nốt hoa mỹ mà nãy giờ mình hầu như là chỗ nào mình cũng sử dụng. Cái thứ hai là cái cường độ mạnh nhẹ, các bạn phải biết căn. Lúc nào các bạn đánh mạnh, lúc nào các bạn đánh nhẹ. Và lúc nào các bạn sử dụng những cái kỹ thuật ví dụ như là thay vì đô xì re mình đánh là đấy, tức là mình mượn thêm mấy nốt bên đây nữa, rồi sau đó các bạn mượn thêm cái bend, kỹ thuật của cái bend ở bên tay trái là các bạn sẽ cho ra tiếng đàn hay. Đây bây giờ mình sẽ áp dụng cho tiết tấu vào đánh cái bài chân tình này cho các bạn xem nào. Các bạn xem mình sử dụng kỹ thuật nào ha, báo trống cho mở riff lên chạy báo và đánh. Chưa? Như vậy là các bạn lúc mạnh, lúc nhẹ, lúc ngân dài ngắn và sử dụng nốt hoa mỹ rất là nhiều. Ha. Tương tự mình sẽ đánh một cái bài khác, ví dụ như bài Clip Bieber đi. Tempo nhanh lên. Đánh tông rê thử nha. Đấy. Như vậy là đầu tiên nốt mi mình có mượn nốt này, nốt mi giáng hoặc là nốt re luôn cũng được ha. Nốt đô thì mình mượn nốt si giáng để mình luyện qua nốt đô. Nốt si giáng thì mình mượn nốt la. Đấy. Thay vì là nốt la thì mình sẽ nha. Đó là tiếng kèn. Các bạn phải luôn luôn kết hợp được nhiều yếu tố cho mình nha. Vừa sử dụng tiếng hay nè, luyến láy nè, rồi sự kết hợp với band và đặc biệt là cái vừa đánh bằng nhạc cảm, đánh vừa cảm nhận. Mình nghe hay thì người ta sẽ nghe hay. Rồi bây giờ mình sẽ chọn tiếng trumpet. Tiếng kèn trumpet là những cái tiếng mình có thể là dùng đánh melody hay là những cái câu điệp giang tấu. Tức là sau khi người ta hát một lần rồi, cái phần giữa mình có thể lấy tiếng này mình đánh giai điệu, rồi sau đó mình báo trống lại, người ta sẽ vào lại từ đầu hoặc là vào điệp khúc. Ví dụ
Tiếng kèn thì về nốt hoa mỹ cũng giống như là tiếng saxo, tiếng kèn trumpet này á, nhưng khi đánh nó cái đồ nhạc cảm nó phải phải khéo léo hơn tiếng saxo. Đây, mình khi mà vừa đánh mình phải tạo được cái độ mùi mẫn trong đó, mình làm cách nào mình phải phải cảm nhận được cái độ mềm mại trong đó. Đặc biệt các bạn lưu ý cho mình, tiếng kèn trumpet không sử dụng band nha, không xài band. Tiếng kèn thường nó có độ rung sẵn rồi, các bạn cũng không cần thiết phải sử dụng band rung luôn ha. Tiếng kèn trumpet nè, kèn rát, tiếng rát nè, không được sử dụng band nha các bạn. Nếu các bạn sử dụng band là các bạn sai đấy, sai tính năng nhạc cụ đấy. Cũng là tiếng kèn nhưng mà tiếng kèn mà rát thì các bạn phải dập nhanh, đánh staccato. Nhưng nếu tiếng kèn trumpet thì các bạn đánh là, tức là đấy, thấy các bạn thấy tính năng của hai cái loại kèn nó đều khác nhau. Và tiếng kèn saxo thì cái tính năng của nó vừa lãng mạn, vừa chậm và đồng thời vừa dứt khoát ha. Mình lấy so sánh 3 tiếng để cho các bạn hình dung và các bạn làm. Thứ nhất là tiếng kèn saxo, thì các bạn vừa nhanh à, nhanh dứt khoát nhưng có tình cảm trong đó. Nghe sang ha. Còn tiếng kèn trumpet, các bạn chậm rãi, mùi mẫn. Còn tiếng kèn brass, các bạn phải dứt khoát. Các bạn chỉ cần so sánh ba cái loại nhạc cụ này là các bạn đã hình dung được và các bạn đã hiểu được cái kỹ thuật đánh của ba loại nhạc cụ này ha. Các bạn cứ tập từ từ, tập nhiều và nó sẽ quen thôi. Phần hướng dẫn của mình đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.